Xin kính chào cô chú, con chào cả nhà. Ngày mới con xin kính chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe. Con đang đi trên đường để đi đặt xôi cho các cô chú người vô gia cư cô chú. Cái hoạt động mà con đã thông báo với cô chú thì hôm nay con sẽ thực hiện. Con đang đi trên đường đặt xôi, thì con tới đó con sẽ hỏi giá xôi với lại coi sao cô chú, rồi còn mua nước nữa. Dạ, tiệm xôi ở đây cũng nổi tiếng, cũng nấu rất là ngon cô chú, nên là con quyết định là đặt ở đây và đang đi trên đường tới. Con sẽ dùng số tiền quà sinh nhật của con để con chích ra con tặng cho cô chú người vô gia cư, giống như là món quà nước Noel vậy đó cô chú ơi. Đằng kia là tới rồi kìa cô chú, đó mình trước mặt hết cô chú ơi, là tiệm xôi bên góc tay trái. Học lớn 25. Tay độ của anh nó đặt thì bà chị cũng quá. Dạ thì sau khi con thương lượng với cô chú bán xôi thì báo giá phần xôi là có hộp 15, 20, 25. Nhưng cô chú cũng có chia sẻ thì mà mua hộp 20 và xôi cũng rất là nhiều luôn, đồ ăn nhiều. Với lại còn nóng thì các cô chú người vô gia cư ăn nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà mình mua có phần lớn hơn nữa là 25 thì là nhiều quá, sợ cô chú ăn không hết đó. Rồi để lâu rồi xôi nó cứng, nó dở cô chú. Nên là con sẽ đặt phần 20. Con sẽ đặt trước 30 phần vì là con chở xe không có hết. Tại vì con với bạn con đi chung có một xe thôi, mà còn chở thêm nước nữa, hay là con sẽ chia ra hai lần phát cô chú. Hôm nay con phát trước 30 phần, lần sau con phát tiếp 20 phần nữa. Dạ, con đã đặt 3 thùng nước, thùng 24 chai loại nhỏ cô chú. Thì con nhờ mẹ của bạn con đặt giùm, mua chỗ sỉ cho nó rẻ cô chú, nó được giá nữa. Dạ, hôm nay con đã lấy xôi rồi cô chú. Hôm qua là con đặt xôi là ngày 15, thì hôm nay ngày 16 có xôi cho con. Giờ con đang trên đường bắt đầu đi phát cô chú ơi. Nước con đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ vô giỏ rồi. Trên tay con là đang cầm một bịch xôi nè, nhiều quá để hết 30 phần thôi, nên là còn 20 phần còn lại ngày kế tiếp con phát tiếp nữa. Thank you.
ngoại. Có bao nhiêu người? Dạ, có bao nhiêu người? Hai người, có cô với cháu ngoại thôi à. Cháu ngoại cô đâu rồi? Mới đẩy về rồi hả? Tao lên mới đẩy nó về đó. Con gửi cho chú ngoại cô một phần. Dạ dạ. Chốt quá rồi, mới đẩy nó về đó. Dạ rồi. Con xe đó. Ăn ngon miệng nha. Cảm ơn cô chú. Cô ơi, cho con gửi một phần sau cho cô nha. Dạ hết rồi. Dạ rồi. Cô ăn ngon miệng nha cô.
xin chào cô chú. Thì hôm nay con đã đi phát xong trước 30 phần thì con cũng mới vừa về thôi, là bây giờ là 11 giờ cô chú ơi. Tại vì mình đi phát buổi tối thì nó mới đúng người vô gia cư, với lại phát nó về nó trên cái đường đi phát nó hơi lâu cô chú, nó xa nữa nên con về nó cũng trễ. Giờ đóng nhà đóng cửa hết luôn cô chú ơi. Đó cô chú thấy không, bé bé nằm ngủ hết trơn luôn. Đó, cô chú coi kìa, Long Hải nằm ngủ kìa. Đó, Billy nằm ngủ nè, Út Tiêu nè. Giờ cũng đói rồi cô chú, con cũng nghỉ ngơi sớm. Rồi con xin khép video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà đã theo dõi và đăng ký ủng hộ cho con. Sắp tới con 20 phần còn lại con sẽ sắp xếp và con đi phát tiếp cho nó đúng như cái hoạt động mà cái mong nguyện của con muốn cô chú. Rất cảm ơn cô chú cả nhà đã ủng hộ. Con xin bye bye cô chú nha.